Birthday party, I'm so happy. Yeah, I wish in the next year I'm in the next year and in my birthday I will to healthy. Yeah. Then earn a lot of money. Become a billionaire. And happiness. Yeah. And very famous. Yeah. Thank you for very much for everybody. Yes. Now. Rồi giờ đánh tiếng đi. Kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay là ngày sinh nhật. Chứ cái sáng này ngồi nghỉ ra cái con á. Nguyên cảm thấy là rất là hạnh phúc và rất là vui. Khi mà được các anh chị em trong phòng marketing đã tạo cho Nguyên một cái niềm vui như thế này. Và Nguyên cũng cầu mong là trong năm mới nói chung và trong ngày sinh nhật của Nguyên nói riêng, Nguyên sẽ cảm thấy là mình ngày càng tự tin hơn, được nhiều sức khỏe, được hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống, và đặc biệt là sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trong phòng marketing nói riêng và cho MBK Group nói chung. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.